xin hướng dẫn các bạn cách kết nối làm sao cho dễ thành công trên sim Viettel và sim Mobi. Thì ở đây mình xin làm sim Mobi trước. Đối với bình thường á, khi các bạn kết nối sim 3G trước rồi mới kết nối tới thì nó sẽ bị đổi này. Đó, đứng ở dòng này. Sim điện thoại bị theo cũng thế. Và đối với hai loại này á thì các bạn nó gặp lỗi đó. Bất cứ sim nào cũng vậy. Thì các bạn hãy kết nối với phần VPN trước. Sau đó 3 giờ sau. Đó, sẽ vô. Nếu mà không được vẫn hiện dòng này á thì các bạn hãy nhắc kết nối và làm lại từ đầu. Sim Mobile đơn giản thế rồi. Còn sim Viettel thì sao? Đây mình sẽ lắp sim Viettel vào. Đối với sim Viettel thì trong những trường nào mà tốt nhất là bạn cứ kết nối bằng VPN trước rồi 3 giờ sau. Rồi trên máy tính thì các bạn tắt cái mobile internet là dữ liệu mạng đi, sau đó các bạn qua phần mềm bằng VPN bằng connect trước, rồi chúng ta sẽ bật dữ liệu mạng sau. Ui, này mình đánh nhầm sim điện thoại rồi. Sim điện thoại á thì nó sẽ ra này giống Mobi. Có làm thêm nó rất là hiếm chỗ nào mà được. Ở đây, đây, vậy là chủ quận Bình Thạnh được. Mình có test những nơi thì nó được nơi không. Tức là sim điện thoại, nếu mà bạn là cái dòng management thì bạn phải nhắc kết nối và reconnect lại y như sim Mobi. Ở đây sim này hôm nay nó bây giờ nó được hoài, mình sẽ đổi sim Mobicom. Ở trên điện thoại á, cái dòng management á, hồi nãy á, trên điện thoại nó sẽ hiện là looking for DNS server và sau đó sẽ là waiting for server, nó sẽ đứng luôn ở đó. Các bạn cần tắt dữ liệu mạng và kết nối lại là xong. Bây giờ xem Viettel nào nó cũng lẹ vậy.
sao phát được luôn. Có vẻ làm clip này thì theo ủng hộ lắm. Tức là kết nối đề công trước cho loại ra cái lỗi. Đó. Lỗi là sẽ là cái dòng đứng cái dòng TLS này. Rút điện thoại bị đứng dòng này nè. Nếu mà chỗ được á thì bạn cứ disconnect rồi kết nối lại, nó sẽ hiện ra dòng TLS. Và một khi đã được dòng TLS này á thì 90% là sẽ kết nối được. Bạn không cần phải ngắt để còn nữa, mình bấm reconnect là xong. Nó sẽ làm TLS và nó được dòng TLS, tức là nó sẽ chạy hết khúc dưới này. Do đó nếu không có dòng TLS thì bắt buộc phải disconnect, connect lại. Nếu có chỉ việc reconnect là xong. Thế thôi. Rồi, xin cảm ơn.